Rồi các bác ơi, hôm nay giới thiệu cho các bác có một cái máy nướng. Cái này thì mình dùng chiên xào đều được nha các bác nha. Máy nướng luôn. Thì hôm nay em đang nướng thịt bò này. Thế này sử dụng điện 100V nha các bác. Đấy, thì khi các bác sử dụng thì các bác sẽ vặn nhiệt độ lên hết cỡ luôn, nghĩa là tối đa 250 độ C. Và mình đợi khoảng 10 phút thôi. Mình bắt đầu bỏ thịt lên là nó sẽ chín rất là nhanh. Và nó chống dính hết nhá, nên các bác yên tâm. Các bác để nó càng lâu cái chảo này ấy, thì nó càng nóng lên thì thịt bò nó sẽ không bị chảy nước nhiều. Có thấy không, hơn 200.000 một tấn thịt bò. Thế mà mình đi ra ngoài mình mua ấy, thì nó chỉ được một chút được cái cỡ khoảng 3 ngày ăn là cùng à. Đấy, ta không đủ cho 3 ngày ăn. Thế thì ở nhà thì mình ăn nó sẽ được nhiều hơn và nó ngon hơn, nhưng mà mình phải mất công. Nhưng mà nếu mà nướng bằng than thì mới cực thôi, còn nướng cái này nó rất là nhanh các bác ơi. Đây, đấy. Bỏ cái là thịt nó săn lại này đấy. Thế thì em mới chia sẻ với các bác là đấy, rất là ngon á. Là các bác để cái chảo này nó nóng lên khoảng 10 phút nó nóng bỏng hết lên và mình bắt đầu mình bỏ vào đấy, là thịt nó sẽ không có cơ hội ấy, để nó chảy mỡ ra đấy. Rất là ngon nha các bác, muốn ăn mấy kiểu giống như nhà hàng người ta làm đó, ở ngoài thì hơi cháy nhẹ nhưng mà ở trong thì còn đỏ tươi đấy, ăn như vậy nó mềm đấy, nguyên chất đấy, rất là sạch đấy. Đấy, bác có thể nướng thêm chút xích cho mọi người trẻ con ăn đấy. Cái này mình có thêm ít bít tết nữa, mình làm nữa, mình rắc rắc nó vào đây nữa thì tuyệt vời luôn các bác nhé. Rất là ngon này các bác ạ. Rồi vậy thì cho nó chúng ta nhiều quá nguội, bác cứ cho vừa vừa nhé. Xúc xích thì nó nhanh chín thì mình cứ để sẵn đây. Thịt bò mình cứ nướng 5-6 miếng một, chín rất là nhanh mình có thể ăn trực tiếp tại bàn luôn nhé. Mình nướng ở thành phố thì không sợ khói, không sợ khói than bay sang hàng xóm. Mà mỗi lần các bác nướng ví dụ mình sử dụng 1 tiếng đồng hồ, cái này là 1.3 thì mất khoảng hơn một số điện thôi, nó còn rất là rẻ và nó sạch. Đây có nhiều các nhà hàng người ta cũng nướng điện cho các bác thôi. Đó, đây. Đó. Thì cái này ngon, nó hấp dẫn cho người em. Đó. Thì này mình muốn để cắt thịt ăn được rồi đấy các bác ạ. Xúc xích thì các bác cứ nướng như thế này. Đó. Đây. Xúc xích chín này. Đó. Đấy. Đây là món khoái khẩu của bọn trẻ con. Các bác muốn ăn trứng thì mình sẽ đổ thêm một tí trứng vào. Đây, nhìn ngon các bác. Đấy, nó không bị mất nhiều nước nhé. Đấy. Đấy. Nó nóng rất là nhanh nhé, chín nhanh đấy. Đấy, có gì không? Mấy cái bò đã chuyển sang màu chín rồi đấy. Nó kéo không? Kéo không? Thế em chia sẻ với bác là mình sẽ bật lên khoảng 10 phút để cho cái chảo nóng toàn bộ lên, mình bỏ thịt vào. Làm một chút xíu là nó chín rồi. Khoảng 15 phút là mình sẽ có đồ ăn. Đấy. Tối đa là 20 phút thôi. Đấy, rất là thuận tiện và nhanh nhé. Và em sẽ cắt thử cho bác một miếng nhé. Đấy, để xem các bác này. Chín chưa? Như là gì? Mình cắt mỏng như vậy nhé. Xong mình đập nhé. Đấy. Cho các bác coi nè. Em mới nướng được có 3 phút thôi á. Các bác nhìn nè. Đó, miếng thịt đấy. Đây, các bác nhìn nè. Nóng quá. Đấy, nhìn miếng thịt đâu. Đó, rất là ngon nhé. Như giống như trong nhà hàng người ta. Đây, mời các bác này. Đấy, cho thêm tí dầu thơm vào nữa thì thịt cú mèo luôn. Đấy. Rất là ngon. Tại vì à, ăn nóng. Đó, thịt tươi. Đó. Mình ăn vừa ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đấy. Thì mình sau này mình sẽ đỡ bị bệnh tật. Đó. Đẹp không? Ok nhá, thì chín rồi nhá. Các bác quan tâm thì liên hệ cho em cái chảo này nhá. Đấy, em có một bộ này. Đấy, nó có một cái khay chiên nữa. Khay này mình có thể dùng để chiên này, xào nấu. Đó. Né nước cứ thoải mái, còn đây là một cái chảo chiên để nướng. Đấy, rất là thân tiện nhá. Có nắp đậy luôn. Đấy. Ok các bác nhá. Em xin
Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của em. Đây là chảo của hãng Tiger nhá. Đó. Chào các bác nhá. Ngon quá, ngon luôn các bác ơi. Tuyệt vời.